nếu mà ba mẹ và tổ tiên mình chưa có cái dịp may mắn để mà tu tập để có cái bình an, bây giờ mình có cái may mắn là mình có thầy, có bạn, có thân thân, có được cái buổi tối hôm nay riêng và thiền thành, thì mình nếu mà mình để hết lòng mình đi từng bước bình an, thảnh thơi. Tại vì ba mẹ là ở trong mình, tổ tiên ở trong mình, thầy cũng ở trong mình, thì mình có thể nói, mẹ ơi, mẹ ơi, con đi cho mẹ, ba ơi, chị đi cho em. Thì mỗi bước chân là một cái lời cầu nguyện. Chế tán là bình an, mỗi bước chân tất cả mọi người cùng. Nếu mình thương đất mẹ, mình thương cổ đất, mình thương thiên nhiên, mình mỗi bước chân mình gửi cái năng lượng mình. Thank you.